Nói chung thì ok thì chào mọi người. Thì mình tạm ngưng cái chương trình ca nhạc ở đây đi. Ca nhạc là vui chơi thôi. Thì mình muốn nói về một điều vài điều cảm nghĩ những ngày tháng ở quê hương. Nó một cách khác là nó trên cả tuyệt vời. Thế thôi. Đối nhân xử thế, con người với con người, kinh tế đối ngoại, kinh tế đối nội, cuộc sống hàng ngày, rồi cơm ba bữa là khác vậy. Nó thực sự là nó sâu sắc và nó coi như là nó đi sát thực với đời sống con người. Ở đây thì mình không binh ai, mình không bỏ ai, nhưng mỗi điều mình nói một cách sát là hầu như những người Việt Nam mình ở đây sống trong đất nước Việt Nam mình, họ hoàn toàn hạnh phúc, không có lý do gì họ chê bai cả. Chào Văn Sơn. Ok, con chào tất cả mọi người. Thì bố muốn mời lên một người khác chính kiến với bố. Thì chào chú Phan, chào tất cả mọi người. Tất nhiên là ý bữa nay là mình cởi mở lắm, không có gì gọi là phân, bởi vì sau khi gần coi như là gần 4 tháng à, mình đi về đây mình trải nghiệm đầy đủ, mình trải nghiệm tất cả mọi thứ, từ vùng cao vùng xa, từ vùng núi cho đến vùng thành thị. Thành ra bây giờ ý mình muốn nói là mình đầy đủ kinh nghiệm, nói chung là đầy đủ kinh nghiệm. Thì mình nghe đâu đó những người mà bắt đồng chính kiến với mình với là ông này ông nói xạo, ông này ông là người bên Mỹ, ông đâu phải là Việt Nam đâu. Nói chung là cái gì mà gọi là phản biện mà đối với mình chấp hết luôn. Rồi hôm nay mình mời luôn tất cả luôn mọi người đó luôn. Thì mình không khe, tại vì cái gì đó rõ ràng thực tiễn mà. Hiện tại thì mình đang ở số nhà ở rồi rồi Gò Vấp nè. Chào Nguyễn Dung. Thì có ai gửi yêu cầu thì lên, có thể là hỏi một hai câu hỏi, hỏi khó hỏi nặng hỏi nhẹ gì ta làm láng luôn, ta không cần khen nữa, rồi ta không cần biết gì đó mà ta không cần khen nữa, ta không khen gì trơn. Rồi kể cả cái đám coi như là khác đồng chính kiến của tao, tao không chơi luôn bạch. Ok Văn Chu Phan, rồi ok rồi gửi lời mời. Rồi ok. Chút xíu ta ca cho mày nghe, tao ca được được lắm á. Mua cái này, mua cái này 500 ngàn, 500 ngàn. Chào anh. À, chào em. Ok Không thì ai lên em nếu nói chuyện với anh đi. đúng Anh rồi, đang tại vì biết sao, anh ở Gò Vấp là mấy đứa quần đây á, anh không bực mà anh thấy buồn cười ở chỗ là khi khi anh đi á, anh đi tới đâu thì anh live stream cho đó, và những cái kẻ mà nó không thích mình đó, hoặc là không thích chính kiến mình, hoặc là nó phản biện với mình, thì nó hay soi mói và nó có những cái mà câu rất là buồn cười. Ông ngon thì ông giỏi Việt Nam, ông sống đi, ông ở mình thì nó buồn cười, nó chẳng ưa qua một cái quan điểm gì cả. Thí dụ như nó nói ở chỗ đó thì thế này thế kia, không nó không nói mà nó chỉ xỉa gì mua dùi anh, nó nói anh là đại khái là ông không ở bên này, ông không bên kia, đại khái nói chuyện tào lao anh không thích. Và hôm nay anh chỉ nói một điều là bất kể thế nào anh cũng không khe, nhưng mà cái điều là anh thích cái điều là phản biện mà phải có lớp lang đàng hoàng, nói là phải có logic đàng hoàng. Đúng rồi. Nói chung là anh về Việt Nam thì anh là người Việt Nam, anh đã từng sống Việt Nam rồi, anh cũng sang Mỹ anh sống. Rồi giờ anh lại vào Việt Nam, anh mua nhà, anh sống Việt Nam, thì nói chung là anh thì nói chung là gọi là người Mỹ cũng được, gọi người Việt Nam cũng được thôi. Nhưng những cái việc Nhưng mà bên anh nhưng mà cái đám mà nó vâng. ghét á, thì nó không thấy mình điều đó, hiểu không? Có nghĩa là nó vào Đúng lúc rồi. nào nó cũng nói anh là nó anh là bưng bô rồi đủ thứ chuyện mà tao có biết con mẹ đâu, tao không biết đâu, kệ mẹ nó, không đọc. Thì mấy tháng gần đây thì anh đi rất là nhiều nơi và anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của đất nước mình thì nó quá ừ tuyệt vời,
đó anh đã từng lo lên nói rồi, mà ở đây anh chẳng bao giờ, anh không phải là đạo diễn phim, anh cũng chẳng xúi giục người ta gì cả, anh chỉ quay những cảnh thực tế cuộc sống đời thường của mọi người như vậy, Chắc nhưng là mà nó đâu có chịu đâu. Ở anh cho em nói chút đi. Theo em nghĩ là chắc vài năm nữa chị về hưu, anh chị rủ nhau về Việt Nam sống cứ mà khoảng 7 năm tháng ở Việt Nam, 4 năm tháng ở Mỹ. đúng rồi, bình Anh thường thôi, bình chị thường về bên thôi, này đối với thì anh nó bình thường. chị lo cơm nước cho anh ăn, rồi anh chị ở bên này khoảng 6 7 tháng rồi sang bên 4 5 tháng rồi, cứ lạnh là về Việt Nam rồi, hay mà bên ấm ấm cứ sang bên chơi với con cháu. Chứ bây giờ thì chị chưa về hưu, cho nên có mình anh về thì anh phải chạy đi chạy về bên đó. Nhưng mà mấy cái anh chống cộng cực đoan thì anh bí đường rồi, anh bí đường thì anh cứ bảo sao mày thích Việt Nam về Việt Nam sống đi, nhưng mà chôn rau kết rốt mình ở Việt Nam thì mình ở mình về, nhưng mà tâm hồn mình để ở Việt Nam được rồi, còn mình ở đâu mình ở chứ. Trái đất này là của chung chứ là Không, vô có chung chuyện qua anh. là chuyện nhỏ, có chuyện Đúng rồi, chào anh Phương cái Nguyên chuyện nhá, cái chào các chuyện qua bạn. là chuyện nhỏ, Nhưng mà chẳng đây có ý cái thằng nào mà lên nói chuyện. dạ ý em nói là cái Ý hoàn cảnh như vậy, tâm hồn anh như vậy, cái hoàn cảnh như vậy mà tụi nó cứ bảo là anh về Việt Nam, như ở thì tâm hồn ở Việt Nam là được rồi, nhà anh bình qua Việt thường Nam, thôi, quốc tịch qua Việt Nam. Nhưng đúng mà rồi. mấy anh chống cộng giờ này đâu dám lên đối chất với anh đâu, mấy ông chống cộng chỉ chửi vang mặt thôi, giờ này mời không lên đâu có dám lên đâu, tại Mời vì luôn hết, mời anh mời luôn mấy thằng nào mà chống cũng cực đoan gì anh mời hết luôn, anh chỉ hỏi mà một không câu dám thôi. lên đâu, quan trọng nó không hỏi không dám lên, lý do lên rồi nói về đất nước Việt Nam họ mắc cỡ, nói đất nước Việt Nam mà phát triển này kia họ mắc cỡ không lên. Không, cái chuyện đó anh không nói tới nữa, anh nói chuyện khác, Ừ. anh nói chuyện khác. Em có biết rằng là ngày xưa đó, thời cổ đại đó, thời cổ đại nha, cái người mà cầm quân á, người ta gọi là đại tướng, đúng Dạ, không? đúng rồi. Ờ, thời cổ đại, cái thời Tân Quốc Chí, Dạ. khi mà ra trận hai ông mà đánh với nhau, ông nào thua thì có phải là lính của họ bị thuần phục bởi cái phía bên kia không? Đúng rồi. Đúng không? Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Chào các bạn. Thì cận đại thì có những người ví dụ như những bộ lạc và những người khác, khi họ dàn trận họ đánh nhau Chào Nguyễn Minh Hưng nhé. à, người chủ tướng họ bị bại trận thì đương nhiên người lính sẽ bị, thứ nhất là bị nô lệ, thứ hai là bị quy hàng, cái điều đó là cái điều đương nhiên rồi, từ xưa tới giờ là vậy. Và cái quân luật quân kỷ của ngày xưa tới bây giờ, khi anh ra trận tôi là người chỉ huy anh mà anh không tiến lên, anh cự lại là tôi tàn sát, là tôi giết anh liền, kể cả quân lực Giang Hòa cũng vậy nữa. Có nghĩa là trong lúc mà giao chiến anh không tiến lên chỉ huy kêu tiến, anh không tiến mà anh lụt thụt lùi là nó giết anh liền, là bởi vì Bắn là bắn liền, đúng không? liền. Đúng rồi. Đó là nguyên tắc về quân sự, đó là nguyên tắc về quân sự, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì tôi hỏi Chu Phan đi nè, Tổng Tư lệnh Việt Nam Cộng Hòa là ai? Là Nguyễn Thiệu, đúng không? Dạ. Tổng thống. Sau khi Nguyễn Thiệu từ chức, giao phó cho Trần Nhân Hương, Trần Nhân Hương từ chức, cái người cuối cùng trong cái chế đế chế đó là phải là Dương Nhân Minh không? Dạ đúng rồi. Dương Nhân Minh đã nói một câu như vậy: tôi ra lệnh tất cả mọi binh chủng bỏ súng, buông súng, đầu hàng Đầu hàng. vô điều kiện, đúng không? Đúng Đúng không? rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếu anh là một người lính của Việt Nam Hòa, anh bất tuân thượng lệnh thì cái hậu quả là như thế nào? Cho mày trả lời. Trong thời chiến nha, trong thời chiến thì anh sẽ ra đưa ra tòa án mặt trận xử tử, đúng không? Đúng rồi. Đó thì ta hỏi mày một cái đâu nè, khi đại tướng Nghiên Minh mà ông là đó có như đã nói một câu là tất cả mọi người đều buông súng vô điều kiện và đầu hàng với điều, thì có phải là người ta đã chịu chấp nhận điều sự thua cuộc không? Đúng rồi. Đó. Thì ông đó, anh hỏi em một câu là ông đó có lớn chức không, cái đám gọi là
Còn cây lục chốt bây giờ ông nó lớn hay là ông mấy cái đám này lớn hơn ông? Ông lớn nhất cho anh, ông là tổng thống mà, tổng tư lệnh mà. Ấy vậy thì ta hỏi mày, những người mà trái lệnh ông thì như thế nào? Trái lại nhau thì lúc giờ là tòa án binh là Khoan, nó ta hỏi xuống. mày, trong thời chiến Đúng những rồi. người trái lệnh ông thì những người đó bị chịu hình phạt gì? Bị nặng thì bị bắn. Còn Đem nhẹ thì ra tòa đúng án quân sự bập nó bắn bập liền. bập Đúng rồi. đấy, thế thôi, tao chỉ đơn giản vậy thôi. Tao bởi tao nói thiệt mày rõ ràng tao rất ưa Trung Hoa, bởi tao chỉ hỏi ai có câu trả lời đối với tao. Có nghĩa rằng những người nào mà thừa hưởng mà lúc nào cũng xưng ta đây là coi như Việt Nam Cộng Hòa này kia đứng lên, những người đó là trái mệnh lệnh của đại tướng, đại tổng tham mưu trưởng của quân lực, người ta nó gọi là đầu hàng, mà chúng Đúng mày không chịu là chúng mày là trái quân lệnh quân kỷ thì chúng mày chịu hình phạt gì? Tao chỉ hiểu thôi. Nếu mà hiện giờ nếu mà có cái đế chế của Việt Nam còn lại thì chúng mày ra mặt trận quân đoàn gì có gọi là gì? Ngày xưa gọi là mặt trận quân đoàn ba, gọi là tòa án quân sự xử tử, rồi. Đúng rồi, đúng rồi, toán quân sự. đúng không? Tòa quân sự đúng Đúng không? rồi. Ai ta Vũ Thường La, ta không biết, ta có mời đại đúng không? Tại Đúng đây rồi. giờ ta không có chấp mệt toàn con đức con tranh không mà mệt quá. Hello, ai vậy? Tao không biết. Cầm, chào anh Chu Phan. Rồi, Chào cháu ai vậy? tất cả các diễn các khách bạn bè của Vũ Cầm. Rồi. Hôm nay nên lần thứ hai của diễn đàn Vũ Cầm thì con có cái bức xúc mà con muốn nhắn gửi một số vấn đề chỗ bố bố Đức đầu bạc. Bố À, có à cái vụ đó Bố có cho à, cho phép chứ, nhưng mà tại vì sao cái đó hình như là bố cũng đã có một cái like. Bây giờ bố nói con nghe nè, để cho bố nói trước rồi con nói sau, Dạ đồng ý không? dạ Ok, dạ dạ có cái ý chuyện của anh mong Đức khách mời bây giờ này này mong mà rồi. khách mời đây nhà anh Cầm mình có ý sao cho tiếng nhỉ, có ý hoặc là mình nói chuyện sao cho tiếng nhỉ, nhà anh Đức cũng lớn thì bạn Không thì bây giờ cứ đối với tao anh Đức là em rất rất là tế nhị anh Chu Phan hiểu không không có gì ở đây đây, góp ý rất là tốt, chân thành rất là tốt, đúng rồi nhưng rất tốt không có cái gì manh động là ok. đúng Đối với rồi anh nói là chân thành là đối với điều rất anh là người tốt, thường nói với chân thành là điều rất đi tốt, rồi bạn bè anh em là rồi, người tốt người rồi, thân tốt rồi. đúng rồi. Ê, tôi nói một câu nữa như vậy nè, cái ý tưởng của anh Đức không có cái gì sai, Đúng không rồi. có gì cả, đúng không? Nhưng có cái điều mà anh muốn nói, cái điều này là Đức à, anh muốn nói về với lại anh nói về vật lý trước nha. Chúng ta hiện giờ anh 70 tuổi mà Bác Hồ nếu mà tính cậu, bây giờ anh nói về vấn đề vật lý thôi, anh không muốn nói vấn đề tín ngưỡng gì cả. Bác Hồ nếu mà cộng lại là thì số sinh thành của ông năm nay thì Bác Hồ như cũng gần 140 mấy à, đúng không? Bác Hồ mất sớm Sinh chứ? một năm 1 Không, 69 tuổi, 890 980 rồi thì bữa nay là bao nhiêu? Nếu cộng lại số tuổi là bữa nay là bao nhiêu? 130 mấy gì đó. Đấy, thì có đã, nếu mà tuổi tác á, nói vấn đề tuổi tác á, thì có phải là Bác Hồ đích xứng đáng là ông, là bác, là cha, là chú mình không? Ta không nói vấn đề thần tượng gì cả, mà tao nói tuổi thôi. Thì tất cả con dân hiện giờ trong nước Việt Nam gọi Bác Hồ là bác là cái chuyện đó bình thường. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cái thứ nhất, đó là vấn đề so sánh về tuổi tác. Cái thứ hai là Bác Hồ là một người gọi là xây dựng một đất nước Việt Nam mình. Từ ngày ông ra đi cứu nước đến giờ, cái điều đó ta cũng không biết nữa, nhưng thực chất là sau này ta mới có đó một do hỏi. Ta lên Google, ta sợ ta làm để hiểu lịch sử thì ta mới hiểu được điều đó. Thì rõ ràng đất nước Việt Nam mình tôn thờ Bác Hồ là chuyện đương nhiên rồi, không không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng có một điều là không ai có quyền lợi dụng cái từ Bác Hồ để mà trục lợi. Tao nói cái gì cho mày hiểu không? Dạ 90, 97 triệu dân
ai cũng gọi là Bác Hồ cả, chứ không có riêng bất cứ người nào. Những cái thành phần ở nước ngoài ta không tính, bởi vì thường thường những người nước ngoài họ có những cái lập luận rất ư kỳ quái, ta bỏ qua một bên. Nhưng con dân Việt Nam một mặt là phải gọi là Bác Hồ, cái điều đó điều hiển nhiên là ta không cần phải bàn cãi nữa. Anh lập đảng hoặc anh không lập đảng thì con dân Việt Nam cũng gọi là Bác Hồ, cái điều đó không nói lên gì cả. Anh lập đảng ok, nhưng mà con cháu Bác Hồ ok. Anh không lập đảng thì cũng là con cháu Bác Hồ, chuyện đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Ý anh Đức rất là tốt, nhưng anh đối thoại vẫn với người mà không ra gì, để cho nó có cớ để là nhục mộ, đúng, nó đúng, nhục đúng, mạ một người. Nói đúng ý con cũng muốn góp ý về bác. Đấy, đấy, đúng rồi. Bởi vậy tao mới tức, tao giận anh Đức, tao giận là giận gì? Tao giận là cho những cái đài, những cái phố bên xa TV, những người nói gì nói vòng gì nửa vòng trước TV, đáng lẽ anh không thèm lên, anh cứ lẳng lặng anh làm theo cái gì của anh thôi. Đúng, mặt đúng, mới đúng. Lên đó anh nên phân bôi đó. Bố đúng nói rồi. Đúng như con cũng muốn phản ánh về cái vấn đề đấy. Đấy, ý của tao là như là vâng. Cái ý của anh Đức tao không bà cãi, tốt, không có gì cả. Nhưng mà anh đối thoại những cái thằng không ra gì thì tao không chấp nhận. Đúng rồi. Thế thôi. Đúng rồi. Bây giờ đó là cái mà tao muốn nói với mày. Thành ra bây giờ nói về trách anh Đức thì đừng trách, bởi vì anh trách vô tội. Anh Đức có ý tốt, rất vô tội. Có nghĩa là ý anh Đức là tốt, nhưng mà anh đối thoại những cái thằng đầu đất, chẳng hạn những cái thằng mục sư, những cái thằng mẹ thiệt mày, tao khổ lắm. Như cái tiên sinh tiên siết gì ấy, bố cảm. Ô trời ơi. Con nói bố cảm như này này. Nói đúng là việc bác Đức ấy, bác ấy tôn kính Bác Hồ, hoặc là những cái việc bác làm thì bác cứ làm, bác cứ âm tâm bác làm. Cứ làm. Còn về đối thoại với lại những cái dòng gọi là ba dòng kẻ thì con nói bố này, không thể cảm hóa được chúng nó thành người được. Bố hiểu không? Lê Minh Đảo là bác xem cái bố cầm xem cái video mà hồi ở ông trong tù ông ấy nói như thế nào. Đúng rồi. Đấy mà khi ra lên Lê Minh Đảo ông ấy nói như thế nào? Thế thôi. Mệt quá không. Đừng có hòng cảm hóa được những cái dòng đấy. Cho nên là việc mình cứ làm. Còn suốt ngày cứ lên cái phố Bonsa TV để mà đối thoại với cái dòng đấy, để nó mượn cớ nó chửi. Nó chửi rồi nó nhục mạ Bác Hồ mình. Con cảm thấy con rất đúng là rồi, xấu hổ. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao tin chắc ông Đức là anh không nên đối thoại. Anh đối thoại là phải xứng tầm. Có nghĩa là người đó phải hiểu được, phải hiểu được lý lẽ. Anh toàn là anh đối diện với những cái thằng đầu đất không, mà anh vẫn ngồi anh gán, anh ngồi anh giải thích, anh đi mệt tao. Tại sao không mời tao? Nó mời tao đi, tao nói chuyện cho nó nghe. Tại sao nó mời nó rất chi? Mệt. Tao sẽ chửi từ trên xuống dưới luôn. Mệt. Bố mình sao tao thách, bố mình sao đi, mời tao đi, tao sẽ nói chuyện cho nó nghe. Tao là lúc gì là hoài nè, tao sẽ nói cho nó nghe. Các cụ nhà mình ngày xưa đã dạy rồi, chơi từng ăn từng nơi mà chơi từng chỗ. Có nghĩa là những cái chỗ mà ô hợp đấy mình không nên đối thoại với những cái dòng đấy làm gì. Tao mà thấp tao không thèm bàn cãi tụi nó nữa, cho mà nói một cách khác là bác hiểu con nói cái điều gì mà bác nói như là ý anh Đức rất tốt, không có gì sai cái cả. Nhưng tao chỉ trách anh cái điều là anh đừng để kẻ khác lợi dụng cái điều mà anh nói ra để nó chúng nó chửi chủ tịch, chửi những người lãnh đạo Việt Nam. Nó chửi hợp pháp. Đúng rồi, ý cái là những kẻ ngu si nhất trên thế giới này là đưa lãnh tụ của một kẻ thù địch ra mà mặt sắt. Điều đó là rất ư là sai lầm. Thôi, bỏ qua giữa đi. Và tôi chỉ nói một cái điều này. Thế thôi, ok con. Con rồi, cũng nên còn đấy, con cũng muốn nhắn gửi bố cầm ấy thì chỗ thân thiết chỗ Bác Đức thì bố cũng nhắn bảo là lần sau những cái đài đấy mà nó mời nên đối thoại với lại từng khách mời mà chắc bố Đức cũng biết rồi chứ làm sao mà không biết. Những cái thành phần đấy mình nên làm gì? Nó phí rồi. Đúng rồi này. Nó khổ, nó khổ. Tao là tao, ông Đức cầm, là ông Đức, ông tức. Anh cầm cho em nói mấy câu đi cho mỗi người nói ý cho nó câu chuyện nó hay. Trước hết là cảm ơn khách mời, sau đó cảm ơn anh Cầm. Thì em có ý này này,
trước hết là anh Đức Đầu Vàng, anh là người rất là tốt, anh là người Việt kiều yêu nước. Nhưng mà nói như bạn khách mời đây mới nói như anh Cầm cũng đúng thôi, nếu mình không cẩn thận thì bị chúng nó lợi dụng lòng tốt. Đó là cái nhất. Cái hai nữa thì mình trong bối cảnh thì mình cũng phải phải biết rõ rằng là khi anh Đức được mời thì cái nội dung được mời anh Đức có biết trước không. Anh Đức không biết trước thì không lẽ lên nơi bỏ chạy một tôi không nói. Là cho nên là mình nói gì nói cũng phải để cho anh Đức anh giải bày thì mình mới biết cái câu chuyện được, có phải anh bạn khách mời? Anh có nhiều anh khi Phán, mời trước khi chắc là nên 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 đối thoại thì chắc là tay Vũ Hoàng Nân nó cũng nói là đối thoại với ai ấy, đúng không? Không thì ý anh đang làm gia sứ vậy, em khách mời mình đang làm gia sứ vậy mà, cho nên là mình nói em sao để cho anh Đức anh vui, anh chấp nhận anh nghe mình nhưng mà anh vui. Thứ nhất là nếu trường hợp sau anh Đức có lên nữa thì phải biết rõ là chương trình có phải anh Cầm chương trình lên không, bao nhiêu phút, nói về vấn đề gì, nếu nói về lãnh tụ là mình không nói. Đây có phải không? Tao nghĩ là chắc là phố Bôn Sơn TV nó đã mời và nó cho biết là anh sẽ nói chuyện với ai. Đúng rồi biết, nhưng mà anh vẫn biết, vẫn nhào vô những chuyện đó. Đây này, tôi nói cho nghe, ta không khi dễ nha, nhưng mà đối với tao á, người nào mà ta cảm thấy thích hoặc là ta muốn cần phải đối đáp là tôi ok. Những cái không thằng như tao vậy anh Cầm à. ý em đưa đi trên trái chiều là cho anh Đức hơi buồn, mà cho anh Đức anh nghe, nếu anh em có ý thì anh để anh chấp nhận cái lời có ý mình và anh đỡ buồn. Có nhiều khi mình đặt như gia sứ là có nhiều khi anh ấy quên đi không có nội dung, có phải không? Khi vào trong đó rồi là cái nội dung nó tuyết le như vậy thôi thì mình cũng trước hết là cảm ơn anh Đức, anh có lòng yêu nước, sau đó là để anh rút kinh nghiệm lại là như vậy thôi, chứ mình không ý em như vậy. Kể cả hôm nay nên đối thoại với lại cái tay gì nè, mà ông Bác Đức Bác ấy để một cái lá cờ tổ quốc mình nó sệ xuống rồi là bao nhiêu con mắt nhìn vào, người ta cảm tưởng như thế nào về Bác Đức, nhưng việc làm của Bác có phải là thừa không? Để lá cờ nó sập sệ như vậy thì ai mà coi được? Chắc Bố Cầm có xem cái video này không? Có nhưng mà có điều tôi nói cho bạn nghe, nhiều khi họ cũng quên đi, nhưng mà tôi nói có điều quan trọng. Cái quan trọng đây là tôi nói cho bạn nghe điều này, là bạn thấy có bao giờ mình tôi để cái cờ sau lưng tao hoặc tao làm một cái chuyện gì đó mà có lên cờ không? Tao chẳng có gì nữa. Ở đây tao muốn nói được cái gì trong con người mình nghĩ ở trong tay trong tim nè. Đúng rồi dạ, bố giống như con, bố giống như con đấy. Cái chuyện mà trưng bày cờ xí mặt, cái chuyện là phô trương hình thức, tao không quan trọng gì đó. Dạ. Tao quan trọng gì đó, tao không có ok gì đó, tao không quan trọng gì đó. Mà ý tao muốn nói như nè, anh làm thì mặc anh, nhưng mà anh để cho nó đụng chạm với người mà tất cả toàn dân Việt Nam mình đều kính yêu là cái điều đó, anh là có tội, tao không còn biết chuyện đó. Để đúng tao nói đúng, đúng, đúng. Cái điều đó tao nói sao, tao chắc anh Đức là gì đó thôi. Còn cái chuyện ý anh Đức tốt, không phải xấu, thấy không? Vâng. Tao nói vậy thôi. Thôi bây giờ tao nói mày nghe nè, có thể là nay mai này anh Đức anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện, tao sẽ nói ok, tôi yêu cầu anh nên bỏ cái chuyện đó đi, hoặc là anh không nên làm, hoặc anh làm thì anh làm cái nơi tới chỗ, anh không cần được quyền lên ống, anh không cần phải lên mấy cái đài chó rẻ đó. Đúng rồi, không phải nên thể hiện làm gì, không phải nên thể hiện làm gì. Mệt, không có làm lên cái gì. Nó có ngon á, nó mời tôi nè, nói chuyện Nguyễn Tấn Lạc hoặc những gì, anh nó mời tôi nè, tôi thách đấu nha. Vâng. Tại giờ tao nói cho mày nghe rồi, tao đó, còn không thì đừng có nói chuyện. Mà tao là lính đang quạng quại nè, binh nhất nè, binh nhì nè. Vâng, không vâng. Cần phải thượng tá, trung tá, chó gì nữa. Cứ thằng nào lên là nói chuyện với tao. Nói chuyện qua tao thì chấp nhận. Bố Cầm với anh Trung Phan có phải có công nhận với con một điều như này là mình không thể cảm hóa được với cái bọn đấy đúng không? Cho nên phí lời không thể nên đấy là cảm hóa làm sao được, bởi vì chúng nó bao nhiêu năm trong tù nha, chúng nó trong tù thì chúng nó nói nọ kia là vì tiền vì nọ về để đi đánh thuê, đến khi nó được sang được rời ra khỏi tù cái là chúng nó trở mặt ngay. Cho nên mình không nên cảm hóa với chúng nó làm gì, việc mình cứ làm, còn là cái việc chúng nó thì kệ chúng nó. Cái bà tao không thèm quan tâm nữa. Hồi nãy tao có gợi ý, tao mới hỏi mấy cái quân đội, mà cái quân đội là cái quân đội à, tao nói từ nãy giờ rồi, tao nói bây rồi đó, hôm nay tao nói cạn tàu ra món tao ráo máng luôn đó. Có nghĩa là khi bộ tổng tư lệnh họ người ta giơ tay tao đầu hàng rồi thì quân lính ở dưới bắt buộc phải tuân theo, từ hồi cổ đại tới bây giờ như vậy rồi. Giờ tao hỏi mày câu nè, cái ông Nguyễn Tấn Lạc
chức vị gì khi đương kim tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn hoặc là Nguyễn Văn Thiệu thời đó thì Nguyễn Tấn Lạc nằm ở đâu? Chào anh Phượng ạ. Có Phượng phải là đủ bao tuốt cái gót dài ở ta không? Không thì ta không tất nói, nhiên là mình mày hỏi là Nguyễn Tấn Lạc có quyền gì phê phán đùa ông Nguyễn Công Kỳ, có quyền gì mà phê phán Nguyễn Văn Thiệu? Mà vậy, trong khi đó là hai vị đó là tổng tư lệnh quốc gia đã chấp nhận đầu hàng thì các ông là cái gì để mà coi gì phải phê phán? Nói chuyện phản khoa học quá, tao không thích gì đó. Ngày xưa Đỗ Bá Đức đứng trước mặt tướng Kỳ Nguyễn Tấn Lạc có nước màu bò liếm dài đủ chứ chưa được quyền lên ngồi lên, có nước bò không được đấy, bò không được luôn, bò không được tàu lao. Đúng rồi. Chuyện xạo, chuyện tàu lao, chuyện ngồi mẹ nó dốc cái xạo, chuyện tàu lao, tôi định dùng chưa dám đứng lên đi được. Con cũng nên có mấy lời góp ý với bố Đức Đầu Bạc mà chút lại thôi, rồi bố cầm cho con xuống. Rồi các ông thầy nhá. Rồi các ông thầy là chào anh Phan nhá, chào tất cả các. Thành ra tao ghét, tao không thèm cãi lý mấy đám đó, bởi vì tôi chẳng biết mẹ cả. Tới bây giờ tao nói cho mày nghe nè, cái hiện trạng thế giới bây giờ nó đã như vậy rồi mà nó vẫn ngồi cãi cố cãi chày cái ý tao muốn nói nè, lúc nào cũng vậy, nó vẫn đưa cái đất nước Việt Nam mình nó so sánh đất nước mình hàng ngàn năm nay đã chống chọi với chiến tranh và mới bước nó một cách khác mới phát triển có 20 năm nay mà nó cái đè đầu cởi cổ Việt Nam, nó phải so sánh một quốc gia mà coi như là số một thế giới, mình thấy nó vô lý không? Như vậy mà nó đòi hỏi những chuyện rất là quá chiêu. Nhưng mà về tao tự hào, tao nói thẳng như mày, tao sống này 4 tháng rồi, tao là người nước Mỹ mà tao không có, tao thấy rõ ràng bây giờ cái xã hội của nước Mỹ thua Việt Nam mình xa lắc xa lên, từ nhân quyền, từ kinh tế, từ nó thẳng là như vậy. Mà thôi, ở Việt Nam mình chẳng có thằng nào mà tự nhiên xách súng ra đường rồi bắn đùng 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 rồi giết người ra rồi không tự sát. Việt Nam không có gì có chứ, cái chuyện đó. Cái đó là gì? Cái đó là muốn nói lên cái xã hội, họ bất mãn xã hội. Mới đây, tức gì là có một thằng, nó tới Nhà Trắng, nó lái cái xe phóng quả xong nó tự sát luôn. Nó bày tỏ cái chính kiến của nó. Việt Nam mình làm gì có cái chuyện đó. Thôi tao không bàn cãi với nó mệt lắm.